Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá mít Thái hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Sau đây là những thông tin cụ thể về giá mít Thái hôm nay. Thưa các bạn, giá mít Thái hôm nay ngày 17 tháng 5, mít kem lớn, mít kem nhỏ tăng 1.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Tiền Giang, các vựa mua mít Thái, kem lớn là 7.000 đồng trên kg. Kem nhỏ 4.000 đồng trên kg, mít chợ 3.000 đồng trên kg, các thương lái vào vườn, thu mua mít kem lớn 5.000 đồng, kem nhỏ là 2.000 đồng trên kg, mít chợ 1.500 đồng trên kg. Cụ thể tại vựa mít Minh Sơn, ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, báo giá mít Thái hôm nay, kem lớn là 7.000 đồng trên kg loại 9kg, kem nhỏ 4.000 đồng trên kg loại 5kg, mít chợ 3.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang, các vựa thu mua mít Thái, kem lớn là 7.000 đồng trên kg, kem nhỏ 4.000 đồng trên kg, mít chợ 2.000 đồng trên kg, các thương lái vào vườn thu mua mít kem lớn, 5.000 đồng, kem nhỏ 2.000 đồng trên kg, mít chợ 1.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại tỉnh Long An, các vựa cũng mua mít kem lớn là 7.000 đồng trên kg, kem nhỏ 4.000 đồng trên kg, mít chợ 2.000 đồng trên kg. Các thương lái vào vườn thu mua mít kem lớn, 5.000 đồng, kem nhỏ 2.000 đồng trên kg, mít chợ 1.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang. Sáng nay, các vựa mua mít kem lớn là 7.000 đồng trên kg, kem nhỏ 4.000 đồng trên kg, mít chợ 2.000 đồng trên kg. Các thương lái vào vườn thu mua mít kem lớn từ 5.000 đồng trên kg, kem nhỏ 2.000 đồng trên kg và mít chợ là 1.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, mít Thái loại kem lớn là 7.000 đồng trên kg, kem nhỏ 4.000 đồng trên kg, mít chợ 2.000 đồng trên kg. Các thương lái cắt mít kem lớn tại vườn là 5.000 đồng trên kg, kem nhỏ 2.000 đồng trên kg, mít chợ 1.000 đồng trên kg. Các vựa ở đồng bằng sông Cửu Long, mua mít chợ loại 1 từ 4.000 đồng trên kg, đối với mít chợ loại 2 từ 3.000 đồng trên kg. Các thương lái mua tại vườn mít chợ loại 1 là 2.000 đồng trên kg, mít chợ loại 2 là 1.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực miền Đông, ở các tỉnh Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Sáng nay, các vựa mua mít kem lớn là 6.000 đồng trên kg, kem nhỏ 3.000 đồng trên kg, mít chợ 2.000 đồng trên kg. Thương lái ở các địa phương này cắt mít kem lớn 4.000 đồng trên kg, kem nhỏ 2.000 đồng trên kg, mít chợ 1.000 đồng trên kg. Giá mít Thái ở khu vực Tây Nguyên, loại kem lớn là 6.000 đồng trên kg, kem nhỏ 3.000 đồng trên kg, mít chợ 2.000 đồng trên kg. Thương lái cắt mít kem lớn 4.000 đồng trên kg, kem nhỏ 2.000 đồng và mít chợ 1.000 đồng trên kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá mít Thái hôm nay, ngày 17 tháng 5. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.